Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày 6 tháng 7. Mình là Hoàng Spin. Mở đầu chuyền bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin chốt đến từ thần rừng Timo Werner. Timo Werner bị nhầm thành thủ môn của Chelsea. Nỗi buồn khi mà bị loại khỏi Euro còn chưa nguôi ngoai. Giờ đây Timo Werner còn phải nhận một sự đau lòng không hề nhẹ khi mà bị gọi nhầm là thủ môn của Chelsea và đội tuyển Đức. Câu chuyện là sau khi thất bại tại Euro, Timo Werner đã dành những thời gian quý giá của mình để giải khuây. Anh có mặt tại áo để theo dõi giải F1 Grand Prix vào cuối tuần qua. Dù được phỏng vấn nhưng mà ngôi sao sinh năm 1996 của chúng ta lại bị phóng viên của nhà đài giới thiệu là thủ môn của Chelsea và đội tuyển Đức. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Vì đang đeo khẩu trang nên là chúng ta không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của anh. Nhưng mà cũng có thể thấy rằng anh đã đứng hình mất vài giây. Sau khi mà video trên được đăng tải, rất nhiều những thanh niên trên cộng đồng mạng đã tỏ ra thích thú. Và có một comment này rất là chí mạng khi mà thanh niên này bảo rằng: cô ấy nói đúng, Werner là thủ môn vì cũng có nhiều pha cứu thua, nhưng mà lạ cho khung thành đối phương. Dàn sao tuyển Anh thoải mái thả dáng với phao kỳ lân trên bể bơi. Nếu các bạn hỏi tôi đặc trưng truyền thống của đội tuyển Anh là gì thì chính là đây: truyền thống vui chơi với những chiếc phao kỳ lân. Ngay từ World Cup 2018, chúng ta đã được thấy hình ảnh những cầu thủ của đội tuyển Anh như là Harry Maguire hay là Lingardinho đã có những thời gian vui vẻ bên chiếc phao kỳ lân. Họ chơi đùa nghịch nước bên bể bơi như là đang muốn xả stress sau quãng thời gian căng thẳng. Hình ảnh này một lần nữa lại tái hiện ở Euro năm nay, khi mà vào ngày hôm qua, báo chí đã đăng tải những hình ảnh các cầu thủ của đội tuyển Anh cũng đang vui đùa bên chiếc phao kỳ lân. Mason Mount thì vừa cưỡi kỳ lân vừa tạo dáng gồng tay. Sancho cũng đang tỏ ra mình rất khoái chí. Bukayo Saka thậm chí là còn phi luôn cả con kỳ lân xuống bể bơi. Rất mong là những giây phút thư giãn như này sẽ giúp tuyển Anh có tâm trí thoải mái hơn để có thể làm nên điều gì đó tại Euro năm nay. UEFA lên ý tưởng kết hợp giải đấu giữa Euro và Copa America. Vâng, UEFA đang cho thấy rằng trí tưởng tượng của con người thì không bao giờ có giới hạn. Sẽ sao khi mà chúng ta được chứng kiến Pháp, Bồ Đào Nha, Brazil hay là Argentina sẽ chơi cùng nhau tại một giải đấu lớn mà không phải World Cup? Đó chính là điều mà các quan chức của UEFA đang mong muốn. Đã có một cuộc họp được tạo ra giữa Liên đoàn bóng đá châu Âu và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ để mọi người có thể bàn bạc về giải đấu này. Giải đấu này được đề xuất là thay thế Confederation Cup và FIFA cũng tỏ ý rằng ủng hộ việc này. Ban đầu giải đấu dự kiến sẽ có sự góp mặt của các đội bóng tới đến trận chung kết của Euro và Copa America, nhưng mà nhiều khả năng sẽ chỉ có sự xuất hiện của hai đội vô địch. Nếu mà được tổ chức thì giải đấu này sẽ diễn ra vào năm 2025, đúng 12 tháng trước khi mà World Cup năm 2026 diễn ra. Thời gian thì còn khá dài và chúng ta sẽ cùng đợi xem là giải đấu này có được thực hiện hay không. Hai trụ cột tuyển Pháp phải xin lỗi vì cáo buộc phân biệt chủng tộc. Dù đã bị loại tức tưởi khỏi Euro, nhưng mà những lùm xùm bên ngoài sân cỏ vẫn không thôi đeo bám đội tuyển Pháp. Trong một đoạn video clip mới đây được chia sẻ, người quay không lộ mặt, nhưng mà với cái chân và giọng nói thì người ta nhận ra đó chính là Dembele. Anh đang cùng với Griezmann cho các nhân viên của khách sạn sửa TV. Tuy nhiên, điều khiến mọi người hâm mộ cảm thấy bất bình thường đó là lời nói của Dembele. Anh nói rằng: mấy gương mặt xấu xí đó đã tạo ra trò PlayStation cho cậu chơi đó, cậu có thấy xấu hổ không hả? Đó là thứ ngôn ngữ lạc hậu gì vậy? Mấy người có phải là chuyên gia kỹ thuật của đất nước này không đấy? Griezmann thì không nói gì nhiều, nhưng mà người hâm mộ nhận ra đó là chàng tiền đạo của Barcelona cười đồng tình lại với câu nói của Dembele. Theo những phân tích thì video clip này đã có từ năm 2019, khi mà Barcelona du đấu tại Nhật Bản. Đáp trả lại cáo buộc này, Griezmann bào chữa rằng bản thân luôn chống đối lại mọi hình thức phân biệt chủng tộc. Anh kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc và gửi lời xin lỗi chân thành trước sự việc trên. Trong khi đó thì bên phía Dembele cũng phân trần rằng đây hoàn toàn là những câu nói mang tính chất giải trí và không hề có ý xúc phạm bất cứ ai. Thôi mày im mồm đi. Thôi. Ibrahimovic tái ngộ idol thuở nhỏ Ronaldo béo. Dù đã tuyên bố quay trở lại đội tuyển Thụy Điển, nhưng mà quá đen khi mà Ibra bị dính chấn thương và không thể tham dự Euro. Chính bởi vậy trong thời gian này, Zlatan đã đi tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình. Không biết là do có sắp xếp hay là trùng hợp, mà trong kỳ nghỉ này Ibra đã gặp được thần tượng thuở nhỏ của mình. Đó không ai khác, chính là Ronaldo béo. Ngày hôm qua trên trang cá nhân của mình, Ibrahimovic đã đăng tải bức ảnh chụp chung với Ronaldo béo. Cùng với đó là dòng chú thích ngắn gọn: cứ tưởng tượng đi. Sau đó là tag Ronaldo béo vào.
Trong bức ảnh thì hai anh em ngồi khoác vai nhau rất chi là tình cảm. Chúng ta hãy để ý vào khuôn mặt của Ibra. Một khuôn mặt rất chi là hớn hở, vui vẻ và tươi cười. Đúng với vẻ mặt của một gã trai khi mà được chụp ảnh cùng với thần tượng của mình. Còn việc Ibra thần tượng Ronaldo béo như thế nào thì chắc chẳng cần nói, bởi cả thế giới bóng đá cũng đều biết rồi. Đến đây thì bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày 6 tháng 7 cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ ấn like, share đăng ký kênh và giữ nút chuông để đón xem những bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.